Khi nói đến tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh, có lẽ hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong tâm trí bạn sẽ là một chiếc đĩa bay đang phi qua bầu trời trong đoạn video mờ ảo, hoặc hình ảnh những người ngoài hành tinh xanh lá cây đang bắt cóc người nông dân. Thật không ngoa khi nói, đĩa bay UFO là một trong những loại phương tiện dễ được nhận biết nhất mọi thời đại. Nhưng chúng có thực sự tồn tại, khả năng bay ra sao? Và quan trọng nhất, tại sao không quân Mỹ lại cố gắng che giấu chúng khỏi công chúng suốt hàng thập kỷ qua? Tất cả sẽ được giải đáp trong số Khám phá biển ngay sau đây. Hình ảnh cho thấy một chiếc đĩa bay cũ kỹ được mang ra từ khoang hàng rộng lớn của máy bay vận tải C-5 Galaxy tại căn cứ không quân Wright-Patterson, nơi đóng quân của Bảo tàng Không quân Quốc gia Mỹ và cũng là nơi gắn liền với vô số truyền thuyết về UFO. Mặc dù các hình ảnh có vẻ như được lấy từ một bộ phim khoa học viễn tưởng với tấm bạt phủ kín đĩa bay trong bóng tối, chiếc tàu không gian trong câu chuyện lại không đến từ ngoài không gian. Thực chất, đó là máy bay VG9 Aproca, một dự án tuyệt mật của Không quân Mỹ. Chiếc Aproca có nguồn gốc từ những năm 1950 khi một nhóm nghiên cứu tại hãng sản xuất máy bay Apro Canada dưới sự lãnh đạo của John Ford đã bắt đầu thử nghiệm với các thiết kế có thể tận dụng hiệu ứng Coanda để cung cấp cả lực đẩy và nâng cho phương tiện. Trong thời gian đó, Canada và các nước đồng minh đang lo sợ viễn cảnh tấn công hạt nhân có thể đe dọa các căn cứ không quân chủ chốt. Chính vì thế, các bên đã rất quan tâm đến các thiết kế cho phép phương tiện bay vừa cất cánh, vừa hạ cánh theo chiều thẳng đứng nhằm tăng độ linh hoạt. Apro Canada đặt tên dự án của Frost là Project Y, được tiến hành một cách kín đáo trên những mô hình thiết kế ban đầu. Cuối cùng, đã phát triển thành một dạng đĩa bay. Frost sau đó đã thu hút sự quan tâm từ Không quân Mỹ để tiếp tục dự án. Các lãnh đạo quân đội nhìn thấy tiềm năng để hiện thực hóa thiết kế thành một máy bay chiến đấu siêu âm VTOL. Cuối những năm 1950, quân đội Mỹ bắt đầu trực tiếp tham gia nghiên cứu. Frost đề xuất chế tạo một máy bay dạng đĩa thu nhỏ để đáp ứng nhiều yêu cầu của quân đội vào thời điểm đó cho một phương tiện bay đa dụng. Ý tưởng cốt lõi của quân đội đằng sau phương tiện bay đa dụng là kết hợp khả năng đa dụng của xe jeep và sự cơ động của trực thăng. Hai thứ phương tiện đang ngày càng trở nên thông dụng hơn trong quân đội Mỹ và các lực lượng vũ trang khác vào thời điểm đó. Apro Canada sau đó nhận được hợp đồng để chế tạo hai phiên bản thử nghiệm. Theo bản ghi chép của quân đội, phi thuyền hình đĩa được trang bị 3 động cơ phản lực Continental G69. 3 động cơ sẽ đẩy cánh quạt trung tâm, tạo ra một màng khí và đệm không khí bao quanh để thực hiện hoạt động hạ cánh và cất cánh theo chiều thẳng đứng. Đầu hút không khí được đặt ở vị trí trung tâm, trong khi bộ điều khiển lại nằm xung quanh. Phi thuyền được dự kiến đạt tốc độ tối đa gần 500 km/h và có tầm hoạt động khoảng 1.600 km. Kết quả bài kiểm tra cho thấy, hiệu suất của mẫu đĩa bay thử nghiệm Aproca còn rất nhiều điểm cần cải thiện. Các bài thử nghiệm với mô hình thu nhỏ tại căn cứ không quân Wright-Patterson ở Ohio cho thấy, phi thuyền Aproca nhanh chóng mất ổn định ngay khi rời khỏi mặt đất được vài mét. Máy bay sẽ không thể đạt được tốc độ siêu thành, nhưng các thử nghiệm vẫn tiếp tục để xác định liệu có thể phát triển một loại phương tiện phù hợp cho quân đội hay không. Sau đó, bản thử nghiệm đầu tiên đã được gửi tới Trung tâm Nghiên cứu AMES của NASA tại Moffett Field ở California để kiểm tra trong đường hầm gió. Kết quả là đĩa bay thiếu ổn định khi di chuyển với tốc độ cao và mất cân đối về mặt khí động học. Phiên bản thử nghiệm thứ hai của Aproca cũng đã trải qua các cuộc thử nghiệm trong đường hầm gió. Đĩa bay chỉ có thể đạt được tốc độ tối đa là 56 km/h và mọi cố gắng để chấm dứt tình trạng mất kiểm soát đều thất bại. Dự án Aproca đã bị hủy vào năm 1961 sau khoảng thời gian tiêu tốn quá nhiều chi phí. The Bride cho hay, hợp đồng ban đầu có giá trị $2 triệu. Sau đó, Không quân Mỹ đã bổ sung $700,000 vào dự án cùng $1,77 triệu cho mẫu thử nghiệm thứ hai. Tổng chi phí cuối cùng rơi vào con số khoảng $4,47 triệu, tương đương với khoảng $47 triệu ngày nay. Mặc dù dự án đĩa bay VG9 không thành công, nó được cho là đã có ảnh hưởng lớn đến thiết kế máy bay cất và hạ cánh thẳng đứng cùng các mô hình xe bay sau này. Không quân Mỹ đưa phiên bản thử nghiệm thứ hai ra trưng bày công khai ngoài trời, khiến tình trạng đĩa bay nhanh chóng xuống cấp. Phương tiện sau đó được chuyển đến bảo tàng vận tải của quân đội Mỹ tại Fort Austin ở Virginia để bắt đầu quá trình phục hồi. Mẫu thử nghiệm đầu tiên đã được gửi đến cơ quan NASA tại AMES và lưu trữ tại đó cho đến năm 1966. Đĩa bay được quyên góp cho Viện Bảo tàng Không gian và Hàng không Quốc gia của Smithsonian.
4 thập kỷ sau, thiết bị được trưng bày công khai tại bảo tàng Stephen F. Advahaji Center nhân dịp khai trường vào năm 2003. Nhìn lại, thật thú vị khi suy ngẫm về những tiềm năng mà đĩa bay có thể đạt được nếu sử dụng các hệ thống điều khiển hiện đại và các vật liệu tiên tiến. Và không khó để nhận ra rằng, những chiếc máy bay đầu tiên của chúng ta đi kèm với đột phá là vô vàn những chi tiết lạ kỳ. Các chuyến bay thương mại hầu như khiến chúng ta quên đi nỗ lực phi thường của con người để có thể bay vào những ngày đầu tiên. Tạp chí Smithsonian cho hay, Vincent Miklos từ lâu đã thu thập các video về các phương tiện bay. Chúng vụng về một cách buồn cười. Chiếc Pitrodasi MK1 dường như quá yếu để cất cánh, mặc dù nó sở hữu khối lượng cực kỳ nhẹ. Một thiết kế khác, kết hợp khái niệm ô tô và máy bay có tên là Waterman Aerobike, có lẽ đã dự đoán rằng người bình thường đầu tiên sẽ thức dậy, lái vòng quanh thành phố một chút và sau đó bay đến nơi làm việc. Được phát triển từ năm 1935, chỉ có vỏn vẹn 5 phiên bản được chế tạo. Miklos chú thích. Tuy nhiên, đa phần những thiết bị bay này không có vẻ gì giống với những chiếc máy bay mà chúng ta đã quen thuộc. Thậm chí, cả chiếc Houghton Wingless V-16 có những phần nhỏ chỉ được sử dụng cho việc cất cánh và hạ cánh. Trường hợp của Aproca VG này lại trông giống như một chiếc đĩa bay. Aproca đã được quảng bá là có khả năng theo dõi kẻ thù hoặc lao đến để chặn kẻ địch và bắn hạ máy bay của họ. Graham Chandler bình luận với tạp chí Air and Space. Tuy nhiên, nó chưa bao giờ hữu hiệu như không quân mong đợi. Fred Drinkwater, phi công thử nghiệm đã nghỉ hưu cho biết, những gì chiếc máy bay thực sự làm không thể gọi là bay. Nó trái ngược với mọi hiểu biết về tính ổn định và khả năng kiểm soát khí động học trước đó. Bảo tàng Quốc gia Không quân Mỹ chú thích rằng, đĩa bay là một nỗ lực để phát triển công nghệ cất cánh và hạ cánh cho máy bay siêu âm. Đáng tiếc, đến thời khắc cuối cùng, nó cũng chỉ là một phương tiện có vẻ bề ngoài không giống ai. Chương trình Khám phá bí ẩn hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.